Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi, chiều ngày 6 tháng 10, lãnh đạo huyện ủy Hoàng Su Phì đã đến thăm và tặng quà của tỉnh, huyện cho một số cụ người cao tuổi trên địa bàn thị trấn Vinh Quang. Lãnh đạo huyện ủy đã đến thăm và tặng quà cụ Lù Tị Ọt, thôn Pố Lũng, cụ Vàng Sải Phà, thôn Quang Tiến. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện ủy đã cần hỏi thăm sức khỏe, tinh thần, đời sống sinh hoạt hàng ngày của các cụ, bày tỏ sự vui mừng khi các cụ dù tuổi cao vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Lãnh đạo huyện ủy Hoàng Su Phì mong muốn các cụ phát huy tuổi cao gương sáng, tiếp tục dạy bảo các con cháu tích cực học tập, lao động, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Gia đình tiếp tục chăm lo phụng dưỡng các cụ thật tốt, làm cây cao bóng cả cho gia đình và xã hội. Lãnh đạo huyện ủy cũng đề nghị cấp ủy chính quyền thị trấn Vinh Quang cần nâng cao trách nhiệm trong việc quan tâm, chăm lo, khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của người cao tuổi để cụ thể hóa thành những việc làm có ý nghĩa thiết thực nhất, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang đã đến thăm tặng quà người cao tuổi, người nghèo và gia đình thoát nghèo tiêu biểu tại xã Tân Quang. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và chúc người cao tuổi sống lâu, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần và là tấm gương cho con cháu học tập noi theo. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cũng đề nghị cấp ủy chính quyền xã bằng tình cảm và trách nhiệm của mình thường xuyên quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi, tiếp tục huy động sự quan tâm chăm lo của cộng đồng về cả vật chất và tinh thần, giúp các gia đình người cao tuổi, người nghèo sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng trong việc tuyên truyền vận động con cháu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thông qua hoạt động thăm hỏi tặng quà người cao tuổi, người nghèo và gia đình thoát nghèo tiêu biểu trên địa bàn xã Tân Quang sẽ là động lực, niềm động viên để các đối tượng vươn lên trong cuộc sống. Tại huyện Quang Bình, mới đây, huyện ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm, huyện ủy Quang Bình đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tổ chức nhiều đợt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm 2023, các ngành chức năng huyện đã phối hợp tổ chức kiểm tra 47 vụ, phát hiện và xử lý 39 vụ, tổng số tiền phạt hành chính nộp ngân sách 140 triệu đồng. Ngoài ra, các ngành chức năng đã phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý 13 vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Kết quả đã tịch thu sung quỹ nhà nước là 10,7 mét khối gỗ các loại, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 131 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Quang Bình đề nghị trong thời gian tới, các xã, thị trấn cần làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt dư luận trong cán bộ và nhân dân. Các cơ quan khối nội chính làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện về công tác chuyên môn của từng ngành, nêu cao vai trò người đứng đầu trong công tác chống tham nhũng, tăng cường giải quyết tốt việc tranh chấp đất đai, giải quyết các đơn thư khiếu nại, ra soát, nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, trường học, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, phản ánh những biểu hiện tiêu cực gây phiền hà của cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Vừa qua, các ban xây dựng Đảng huyện ủy Xín Mần đã tổ chức hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm đề ra phương hướng 3 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 9 tháng đầu năm 2023, các ban xây dựng Đảng huyện ủy đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc và cấp ủy huyện tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức thành công hội thi bí thư chi đảng bộ cơ sở giỏi, thực hiện hơn 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị chuyên môn nghiệp vụ. Cũng trong 9 tháng, các ban xây dựng Đảng huyện ủy đã tổ chức kiểm tra công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới tại 9 đảng bộ và 6 chi bộ dưới đảng ủy cơ sở. Phát huy những kết quả đã có, 3 tháng cuối năm 2023, các ban xây dựng Đảng huyện ủy Xín Mần sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực chất, tiếp tục tham mưu tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết sát với thực tiễn, thiết thực và hiệu quả, định hướng công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên, phấn đấu hoàn thành sớm cuốn lịch sử truyền thống ngành tuyên giáo của huyện, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, làm tốt hoạt động của Ban chỉ đạo 35, nắm chắc dư luận xã hội và đảng viên, thực hiện quyết liệt hơn trong lãnh đạo chỉ đạo tác phong của cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra.
Tại huyện Quang Bình, trong hai ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 10, Đảng bộ xã Xuân Giang và Đảng bộ xã Tân Trịnh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên. Tại Đảng bộ xã Tân Trịnh, lãnh đạo huyện ủy Quang Bình đã trao huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên 30 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 55 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, lãnh đạo huyện ủy Quang Bình trân trọng cảm ơn những cống hiến đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của riêng cá nhân các đồng chí, mà còn là tự hào truyền thống, bề dày lịch sử của Đảng bộ huyện Quang Bình, mong rằng các đồng chí tiếp tục phấn đấu giữ gìn tư cách người đảng viên, gương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân huyện đối với đồng chí Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Nội dung lấy phiếu tín nhiệm trên các mặt về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Phiếu tín nhiệm có 3 mức là tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Kết quả số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc Ngô Mạnh Cường đạt 98,6%. Quá trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc và theo đúng quy định, đảm bảo thực chất, khách quan và công khai. Tại thành phố Hà Giang, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Buổi lễ có sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố. Trong những năm qua, phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố đã được triển khai mạnh mẽ. Nhận thức của nhân dân về vai trò, lợi ích của việc học tập suốt đời đã được nâng cao, góp phần tạo không khí học tập ở mọi lứa tuổi và các tầng lớp xã hội. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 30% gia đình hiếu học và 66 cơ sở giáo dục. Thông qua đó đã giúp cho công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố ngày càng nâng cao về chất lượng, tạo nền móng cho một xã hội học tập suốt đời. Với chủ đề xây dựng năng lực học trong kỷ nguyên số, thành phố Hà Giang kêu gọi toàn thể nhân dân hãy tích cực tham gia phong trào học tập một cách hiệu quả và không chỉ dừng lại trong tuần lễ phát động. Đối với các em học sinh, cần tiếp tục hăng hái thi đua học tập, rèn luyện đạo đức, biết vận dụng kiến thức của thầy cô và kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Các bậc phụ huynh thường xuyên chăm lo cho việc học tập của con em, tạo điều kiện tốt nhất để các em có điều kiện học tập. Đối với hội khuyến học làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, kịp thời động viên, khen thưởng các em có thành tích cao. Dịp này, thành phố Hà Giang đã tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Vừa qua, Hội khuyến học huyện Yên Minh phối hợp với chi nhánh Viettel Hà Giang đã tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo của huyện Yên Minh và tổng kết chương trình Vì em hiếu học năm thứ 10. Chương trình Vì em hiếu học do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học Việt Nam triển khai từ năm 2014 với cam kết thực hiện trong 10 năm. Năm 2023 là năm thứ 10 chương trình được triển khai. Viettel tiếp tục trao 160 suất học bổng cho 160 em học sinh của 16 xã trên địa bàn huyện với số tiền là 320 triệu đồng. Lũy kế sau 10 năm triển khai chương trình Vì em hiếu học tại huyện Yên Minh, Viettel Hà Giang đã trao 1.600 suất học bổng với số tiền là 2.080 triệu đồng. Thông qua chương trình đã góp phần giúp các em học sinh nghèo của huyện Yên Minh có thêm điều kiện và động lực để cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập. Nhiều em đã hoàn thành được ước mơ của mình trên con đường học tập, trở thành những công dân tốt, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phi vừa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án 06 bằng hình thức trực tuyến tới các xã thị trấn. Trong 9 tháng đầu năm, huyện Hoàng Su Phi đã thực hiện đạt 26 trên 37 chỉ tiêu đề ra, xây dựng quy trình liên thông giải quyết đối với 2 thủ tục và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 471 thủ tục. Về nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đến nay 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện đã áp dụng sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong quá trình khám chữa bệnh. Trên cơ sở những kết quả đã có, huyện Hoàng Su Phi sẽ tiếp tục giao các ban ngành thành viên của tổ công tác chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, phát huy vai trò của người đứng đầu và tổ chuyển đổi số cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng cũng được thực hiện kịp thời, tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các địa phương. Là xã trọng điểm nông nghiệp của huyện Bắc Quang, nhiều năm nay, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính của nông dân xã Quang Minh. Năm nay cũng vậy, với phương châm không cho đất nghỉ, ngay sau khi thu hoạch vụ mùa, người dân xã Quang Minh đã bắt tay ngay vào sản xuất vụ đông. Thành công từ dưa chuột trong vụ sản xuất trước, vụ đông năm nay, gia đình ông Nguyễn Tiến Lực ở thôn Bế Triều, xã Quang Minh đã mạnh dạn tiếp tục đầu tư trồng dưa chuột. Ông Lực cho biết, gia đình ông trồng dưa chuột và đã thu được trên 20 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.
Đặc biệt, sản phẩm làm ra được, các thương lái trong huyện tiêu thụ hết ngay nên rất thuận lợi. Bởi vậy, đến vụ đông này, gia đình ông Lực quyết định mở rộng diện tích trồng dưa chuột lên 1 hectare. Ông cũng vận động bà con trong thôn tham gia trồng dưa chuột để nâng cao thu nhập. Vụ trước cũng trồng cũng thấy có hiệu quả hơn lúa. So với lúa thì hiệu quả rất gấp nhiều lần, cho nên vụ này đông này tôi vụ ba này tiếp tục trồng tiếp dưa và vận động một số bà con ở thôn trồng và cũng được nhiều hộ tham gia. Riêng gia đình trồng mượn đất của bà con nữa và đất của nhà mình nữa, riêng gia đình thì trồng gần 1 ha. Với phương thức lãnh đạo đúng đắn, hợp lòng dân nên phong trào trồng cây vụ đông ở xã Quang Minh, huyện Bắc Quang đã thực sự đem lại hiệu quả rõ rệt. Diện tích gieo trồng tăng theo từng năm với nhiều loại cây trồng mới. Vụ đông năm nay, xã Quang Minh gieo trồng với tổng diện tích gần 250 ha. Người dân trồng chủ yếu là cây ngô sinh khối, rau đậu các loại và cây ngô nếp. Ngoài ra còn có thêm 5 ha cây dưa chuột. Để đẩy nhanh tiến độ sản xuất kịp thời vụ và tăng hệ số sử dụng đất, xã Quang Minh chỉ đạo các thôn bản tuyên truyền vận động nhân dân đẩy nhanh việc gieo trồng các loại cây vụ đông ở những diện tích đất đã được giải phóng và tập trung chăm sóc để diện tích cây vụ đông phát triển tốt. Trong vụ đông năm 2023, ngay từ sản xuất vụ mùa, Ủy ban nhân xã cũng đã xây dựng kế hoạch và định hướng để sản xuất cây vụ đông với tổng diện tích là 247 ha cây các loại. Trong đó cây ngô là 172 ha. Năm 2023 này thì xã Quang Minh chúng tôi cũng có triển khai thêm cây trồng cũng coi được gọi là mới trên địa bàn xã, đó là cây dưa chuột. Thì năm nay thì chúng tôi đã triển khai, nhân dân đã đăng ký và tổ chức thực hiện được 5,2 ha. Nay nhân dân đang làm đất để triển khai sản xuất dưa vụ đông. Xác định vụ đông là vụ sản xuất chịu nhiều tác động của yếu tố thời tiết, nhưng các loại cây trồng như ngô, rau đậu các loại đều đạt năng suất, giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Bởi vậy, bằng nhiều biện pháp linh hoạt và đưa nhiều cây trồng mới vào sản xuất, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang quyết tâm nâng cao thu nhập cho người dân từ sản xuất cây vụ đông. Mới đây, Công đoàn Khối Đảng Vị Xuyên đã tổ chức giao lưu thể thao chào mừng 93 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tham gia giao lưu thể thao là đoàn viên công đoàn của các ban xây dựng Đảng huyện ủy, văn phòng huyện ủy, văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Môn bóng chuyền hơi được lựa chọn để giao hữu giữa 4 đội bóng gồm Khối Đảng, Khối dân, văn phòng huyện ủy, văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Các trận giao hữu theo thể thức vòng tròn tính điểm tạo ra nhiều pha bóng hay hấp dẫn, tạo không khí vui tươi sôi nổi cho cán bộ công chức. Thông qua giao lưu thể thao nhằm phát hiện thêm nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu, biểu dương phong trào rèn luyện sức khỏe để lao động và học tập. Đây cũng là dịp để các đoàn viên công đoàn tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Cũng với mục đích trên, vừa qua Công đoàn cơ sở Khối Đảng huyện ủy Hoàng Su Phi phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tham gia thi đấu có 6 đội với hơn 60 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị khối đảng, đoàn thể, văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các xã Sán, Xả Hồ, Thàng Tín, Thông Nguyên. Với tinh thần thi đấu thể thao cao thượng, các vận động viên đã đem đến cho khán giả những đường bóng đẹp mắt và nhiều kịch tính, tạo ra không khí vui tươi phấn khởi cho các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là sân chơi bổ ích lành mạnh nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ quan đơn vị khối đảng, đoàn thể các xã, đồng thời cổ vũ phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết thúc thời gian thi đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất cho khối đoàn thể huyện, giải nhì cho xã Thàng Tín, giải ba cho khối đảng và giải khuyến khích cho văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.